Hello, xin chào tất cả anh em nha. Chào mừng anh em đã trở lại với channel YouTube của mình. Mình là Hiếu Kung Phu này. Thì hôm nay mình chơi tiếp cái con beatbox thôi mọi người. Vốn thì 2m nha. Thì tiếp tục mình cũng quay nổ hũ đồ các kiểu cho anh em xem và giải trí cho vui nha. Và anh em đang xem video của mình thì hãy ủng hộ giúp mình một like và một subscribe nha anh em. Anh em nào mà chưa bấm theo dõi kênh và bấm cái chuông thông báo và nhớ bấm lên luôn giúp mình nha anh em. Ok, cảm ơn anh em rất là nhiều. Rồi thì mình sẽ vào cái con slot bóng đá Euro anh em ơi. Hồi tối anh bảy đần quá. Nằm cầu trên rồi cái kết gãy rồi. Ok, mới vào chút luôn anh bảy ơi. Lâm kéo là được 800 mấy nha. Ôi giời ơi, quả chuẩn thế mà. Rồi, thì mình đá bóng đá thua thì mình quay qua là quay hũ bóng đá luôn anh em. Ảo ma sô-cô-la thế nhờ. Rồi rồi, không biết hôm nay anh bảy có nổ hôm nay. Nó anh bảy thì thơm tho luôn. Ok, suốt hàng thứ tư nào. Nó đó, hôm nay anh bảy suốt nó bột căng đó nha. Hồi nãy mình cũng có quay hũ thì thử và cái kết nó ra đảo với số vốn là 100k rồi nha mọi người. Mình vào 2m giữa lại vốn 100k. Nó thật là phi lý luôn anh em. Ok chưa, nổ nữa này đặc biệt luôn. Hãy cho anh em vốn 2m giữa lại 100k lời lãi luôn. Quá là trời luôn. Nói chung là hơi bị đỉnh đó anh em à. Đẳng cấp. Ôi trời ơi, một đống giày. Quái thiệt, không nổ một đống Messi với lại một đống giày nho. Rồi, ok anh em ơi, lên 3m rồi. Lời lãi được 1m rồi nha anh em. Cứu thua 100k rồi đó. Rồi, nhưng mình cũng quay tiếp, mình test rồi các kiểu cho anh em xem thôi. Thì mình cũng có random video nha anh em. Thì anh em cứ cố gắng tương tác video hôm nay. Ngày mai mình sẽ random cho nha. Mỗi người anh em nào húp được hay là 20 cành thôi. Ôi trời ơi, Sun God nào, Sun God. Này không được anh nhờ. Còn cơ hội cuối này, nổ không? Ôi, lại nổ áo nữa. Combo 5 luôn rồi, chắc hết nổ rồi anh em à. Nổ tới combo 5 mà như đặt cầu anh em. Nếu mà nổ tới combo 5 là phải quả đặc biệt. Đó, này là combo 2 thôi, vẫn có đặc biệt anh em à. Thì mình quay với mức cược 100k thì lên 500k thì nó mới sẽ được đặc biệt nha anh em. Ok, mình cũng có cái random video cho anh em luôn nha anh em. Trời tới và liền luôn nè. Rồi, anh em hãy nhìn vào góc bên tay phải nha. Ok, hồi nãy là hơn rồi, hấp rồi nha anh em. Tiếp tục cái tiếp theo thôi. Hồi nãy mình random 3-4 cái rồi. Cái này là cái thứ tư. Tí nữa mình sẽ random thêm một cái bên Hiếu review game nha anh em. Rồi, cái hồi tối mình cũng có kéo Khải. Và Khải cũng đã qua bờ nha anh em. Vốn Khải chỉ có 500k thôi. Ok, la nè. Vứt thôi anh em, nổ nữa này. Đó, ngon chưa? Quá trời ngon luôn. Rồi, một đống ông thủ quên luôn kìa. 2-4-6 ông, ok luôn. Đặc biệt 1m mấy anh em à. Nói chung là mình quay cân 100k à. Lên được 1m là được x14 mình tổng cược đó anh em. Ngon nhờ. Rồi, tiếp tục làm Messi nè. Hôm nay sổ đổi bóng đá nó đổ ta rồi. Nó cho tao về bờ anh em à. Quay nãy giờ toàn là 100k không à anh em. Không có quay 250k chứ quay nãy giờ 250k thì nó cũng méo nổ anh em à. Ok này, nổ tiếp ấy ông trọng tài này. Nói chung là mình quay vốn nhỏ nhỏ thì nó nổ quá trời luôn. Nó lại sút nữa. Wow trời ơi, không có bao nhiêu hết anh em. Sút hai quả mà cùi bắp quá. Rồi thì anh em xem video của Hiếu thấy hay ủng hộ cho Hiếu một like nha anh em. Thank you anh em rất là nhiều. Ok, tới công chuyện luôn, lên 4m luôn nào. Tới nái luôn nào anh em ơi, dày đi. Dày. Ui trời ơi. Một đống dày thế mà không nổ kìa. Không biết lên nổi 4m hay không đây, hay là nó tụt lại như Bluetooth anh em. Lên thì cứ lên đi. Trời ơi, ngại ngùng nữa chứ. Chơi mà còn ngại. Nói chung là thích nghiện mà còn ngại anh em ạ. Rồi thì anh em nào mà thích chơi cái con game mình đang chơi thì đường link tải game mình có bỏ trên phần mô tả với lại game ở dưới bình luận nha anh em. Anh em nào mà tải đúng dưới link mà mình có hỗ trợ code trải nghiệm cho anh em và test thử nha. Và anh em nào mà có nộp đơn đầu tiên á mà mới đăng ký game luôn ấy, nó có khuyến mãi 58 game nữa nha. Và mình cũng có tí lọt lá cho anh em nào mà mới đăng ký game mà nộp 100k nha. Anh em cứ vào nhóm inbox Telegram cho mình nha anh em. Và cũng tránh trường hợp là lừa đảo đồ các kiểu thì anh em hãy vào Telegram bấm mà cầm Hiếu Kung Phu 1 nha. Đó là của mình hả. Chứ nhiều, có nhiều anh em cũng lấy video của mình nè, lấy hình của mình các kiểu con đà điểu á mọi người. Nói chung là người ta ăn cắp luôn á.
là mình cũng sợ anh em inbox vào đó và bị người ta lừa nha anh em. Nói chung là anh em cứ xem clip và anh em hãy liên hệ chủ kênh là Hiếu Quốc Phương 1 đó là của mình nha, tránh trường hợp bị cướp rồi bị lừa đảo rồi nha anh em, nên anh em cứ cẩn thận nha. Rồi ok anh em ơi, quả này là đặc biệt lên được 4m rồi đó mọi người, ngon chưa, lên rồi. Này da, tiếp nào, phải thì liều liều dài khoát nữa nha anh em, phải thì lên 5m luôn cũng ngon nhờ. Vải thiệt, nó nổ một quả to thế mà không nổ nữa nhờ, nói chung cũng tham thôi. Rồi 38 rồi, lên lại 4m không, bây giờ không lên luôn anh em, quay tay thôi, quần may nó sẽ đến anh em à. Rồi thôi nghĩ anh em ơi, nó ra cái trong đá này rồi mình nghĩ nó hút lại đó. Rồi chốt 3m rưỡi cũng được. Rồi hồi nãy cũng lên 4m nhưng mà mình cũng liều kiếm tí nữa mà không được nha mọi người. Rồi chốt lời chốt lại nghĩ. Còn anh em nào mà thích chơi con game mình đang chơi thì đường lên tải game mình có bảo trên phần mô tả ở dưới bình luận nha. Ok bye bye anh em, hẹn gặp anh em lại những cái video sau. Và anh em nào mà xem video của mình mà thấy hay thì hãy ủng hộ cho mình một like và một subscribe nha anh em. Và anh em đừng quên bấm cái chuông và bấm theo dõi để đón xem những cái video mình vừa mới làm ra luôn nha. Bye bye anh em, hẹn gặp lại anh em video sau nha.